Habis cik buat apa? Cetak. Cetak. Biết lâu chưa chị Khi? Biết cũng lâu rồi nhưng mà mới gặp lại khoảng một tuần nay. Mới gặp lại hả? Mới lướt gặp lại chị đúng hả? Rồi. Nhưng mà lúc trước biết xong rồi quên luôn đúng không? Không, lúc trước biết là không có mụn. À. Định mệnh ta gặp nhau rồi. Đâu, em đâu có chạy quảng cáo đâu. Trời ơi, nhờ mấy bạn đưa em lên đó. Chứ em đâu có chạy quảng cáo đâu anh. Dạ. Dạ, quẹo trái anh. Cityland hả anh? Anh ở cái khu mà ở Cityland đó không như vậy chứ gần siêu thị em mắc đúng không? Em ở đối diện siêu thị em mắc, anh biết cái siêu thị em mắc không? Dạ. Dạ. Đó, anh nhìn qua bên tay phải của tay trái chứ có cái hẻm, có cái quán nướng sumo BBQ đó, là cái hẻm nhà em đó anh. 479 anh ơi. Ờ, anh đứng hướng bên em mắt thì anh phải quay lại rồi đó, anh phải quay xe lại vậy. Dạ, anh đi tới là sẽ khám hai, để em đóng cửa nha, anh tới anh gọi để em mở cửa nha. Dạ 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 anh ra đi. Kêu nghiệp lên cho tôi với lại ra mở cửa chỉ chiếc xe ô tô nó đậu chỗ nào đi. Kêu nghiệp lên liền trước nha. Trời, em làm mà chị bị liều tính dịch cục dút dít dít cục mụn lên trên găng tay của em luôn á. Giảm cái rồi chứ chị hả? Giảm hoa tay chưa hả? Giảm rồi, rồi. Đây gây nghiệp, đây nghiệp, cầm máy chị xuống đi sách. Im bồ nó bị đai rồi, gây nghiệp đặt không chị. Chứ giờ nãy có xài được đâu. Không chụp cũng làm gì đâu đúng không? Anh vẫn chưa biết xài đó hả? Nó bị hư chứ. Nghiệp có gì Nghiệp không biết, Nghiệp nhè. Chị nói gì ngại chứ. Em cũng biết ngại à.
xuống dưới này chị không ngồi dưới phòng dưới đâu. Nhắc con chị.
Đem xài gì mà xài da khô chứ vậy? Xài gì mà da khô? Rồi tính non hay gì? Em biết ai vậy? Trè. Trè à? Là dùng cái đó là bị lên mụn hay là bị mụn nó mới dùng? Mấy mới dùng.
Thank you.
luôn à? Không, đổi mọi người xong rồi. Nó quay mà nó che hết cái chỗ nhìn của em luôn á. Nó quay sát ngay luôn mà. Thì mà thấy cái móng tay của em không? Nó thấy là mụn lên đâu nè. Thì nó phải thay với em chứ sao em thay nó được. Đứng góc là không thấy ổn rồi đó. Thường nó sẽ đổi nhưng mà bữa nay nó lười nó không đổi hả? Đẹp mà. Nè, đứng bên đây này mới thấy cái nhân mụn lên được nè. Chị ngoài kia hết rồi, em phải tự uyển chuyển cho. Em phải theo chị chứ sao chị theo em được. Tại cái thế tay ngoài nó vậy nó mới lấy bụng được. Đó thì chưa. Cho em đứng ở bên kia làm sao mà thấy được cái nhân nó lên quay như không. Và mấy bạn coi sao chửi em. Đuổi gì camera đi. Chỉ là do nghiệp dư mà chị không quay được.
ngồi xuống đây, lấy tay tí nữa là xong. Hả? À. Sao? Anh tỉnh. Chết cái gì nữa? Mua gói à? Định vậy. Cái len thôi mà nó bự như cái len này nữa. Cái gì cái len nào mà nó bự như cái ống cái đèn này nè. Nó rồi chỉ tay vậy đâu mà em nói gì hết vậy. Thì nó cắt ra. Chị đi. Chị quay không chuyên nghiệp à? Tay nó sẽ rung mà. Có đâu. Đừng có cãi. Không có khoa học mà chứng minh vậy đâu. Áo thuốc tay thay chị thay tay nó cũng run 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 run. Nó không giữ được cái thăng bằng á. Cái này là tay hồi đó em cười bạn em á. Rồi là giờ em bị. Chân quạt. Nghiệp quạt hả? Còn cái đầu quả báo chứ đừng nhắc tên em nữa. Hồi xưa ba mẹ em có đặt tên mình tên không? Không, tên ý nghĩa mà. Anh em tên Nghiệp, còn ông nội bên kia tên Lập, Lập Nghiệp. Học phí gì mà. Em hả? Hàng về mở là làm lại. Lập Nghiệp cho em. Tỉnh chưa? Cái thằng cho là thằng nào? Như là tin là cho nha. Ok. Rồi xong rồi, ta đi.